Xin chào tất cả các bạn. Vấn đề đổi số thuê bao từ 11 số xuống còn 10 số hiện nay đang rất là sôi nổi và nóng hổi. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến những người dùng internet, cụ thể là các dịch vụ của Google, có trong đó có YouTube hay là Gmail, hoặc là những cái Facebook hay là Instagram, mạng xã hội mình hay dùng, thì nó sẽ liên quan đến cái số điện thoại này khi mà gửi mã OTP về. Thì đặc biệt sẽ là ảnh hưởng đến những người dùng mà sử dụng dịch vụ của NF Banking hay là Internet Banking, thì liên kết tới số điện thoại này sẽ liên kết tới tài khoản ngân hàng, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người dùng. Vậy thì có bạn nào thắc mắc là tại sao số điện thoại đang dùng bình thường mà lại phải đổi số từ 11 xuống thành 10 hay không? Thì hôm nay mình sẽ giải đáp cái thắc mắc này cho các bạn. Nền công nghiệp phát triển sau này sẽ là công nghệ 4.0, việc chúng ta sẽ có nhiều thiết bị di động hơn, sử dụng SIM sẽ là điều tất yếu. Cho nên là sau này sẽ còn xuất hiện nhiều các thiết bị y tế hơn hay là các vật liệu di động khác sử dụng SIM nữa. Cho nên việc quy chụp số điện thoại di động thành 10 số để dễ phân biệt hơn sẽ là một điều rất là cần thiết. Sau này sẽ có rất nhiều thiết bị di động khác như kiểu là các thiết bị y tế di động hay là các phương tiện di động nữa được sử dụng SIM. Cho nên việc giới hạn số thuê bao di động từ 11 số xuống còn 10 số là một điều rất là cần thiết. Nếu các bạn đã biết lý do rồi thì việc này là việc bắt buộc, đó chính là chính sách của Bộ Thông tin và Truyền thông. Và các bạn muốn có một thời tiết dễ chịu hơn ở trong nhà với chiếc điều hòa thì các bạn chỉ cần sử dụng một chiếc smartphone hoặc là chiếc laptop ở nhà, tại nhà đã có thể đổi từ 11 số xuống còn 10 số với các dịch vụ của SNS Banking hoặc là Internet Banking. Thì hãy cùng theo dõi video của mình ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách cực kỳ đơn giản và dễ làm. Hôm nay các bạn có hai cách để lựa chọn. Cách thứ nhất, nhắn tin VCB dấu cách DK gửi đến 6167 và làm theo hướng dẫn. Thời gian bắt đầu hỗ trợ từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Cách thứ hai là đăng nhập tài khoản Vietcombank và ứng dụng hoặc là website theo hướng dẫn tại màn hình. Thời gian bắt đầu hỗ trợ từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến 30 tháng 6 năm 2019. Ngân hàng thứ hai mà các bạn hay sử dụng đó chính là Sacombank. Đối với các ngân hàng sử dụng dịch vụ của Sacombank, khách hàng có hai cách để cập nhật số điện thoại từ 11 số thành 10 số. Cách đầu tiên là soạn tin STB dấu cách DK gửi 8149. Thời gian hỗ trợ từ nay đến ngày 3 tháng 11 năm 2018. Cách thứ hai là các bạn sẽ phải xách cái xe của mình đi tới bất kỳ điểm giao dịch nào của Sacombank để cập nhật. Ngân hàng thứ ba đó chính là ngân hàng Á Châu, viết tắt là ACB. ACB sẽ gửi thông tin nhắc nhở khách hàng chuyển đổi thông tin đến số điện thoại của bạn nếu bạn nằm trong phạm vi điều chỉnh. Để thực hiện việc điều chỉnh nhanh chóng, bạn có thể chọn một trong hai cách sau. Cách thứ nhất là truy cập vào website, mình sẽ để đường link ở phần phía dưới mô tả. Sau đó xác nhận đồng ý cho ACB được tự động chuyển đổi thông tin mã mạng di động. Cách thứ hai là các bạn lại phải xách xe tới các chi nhánh. Ngân hàng thứ tư đó chính là Agribank. Dịch vụ của Agribank e-mobile banking, khách hàng có thể thực hiện việc chuyển đổi từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 14 tháng 11 bằng cách đăng nhập ứng dụng e-mobile banking để đăng ký chuyển đổi. Dịch vụ SMS banking, soạn tin nhắn VBA dấu cách đổi số, dấu cách số điện thoại mới và gửi đến 8149. Thời gian bắt đầu chuyển đổi từ ngày 20 tháng 9 2018 đến ngày 14 tháng 11 2018. Dịch vụ tiếp theo là Bank Plus, soạn tin nhắn VBA dấu cách đổi số, dấu cách số điện thoại mới và gửi 9889. Thời gian chuyển đổi bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 năm 2018 đến ngày 14 tháng 11 2018. Dịch vụ tiếp theo là Internet Banking, đăng nhập hệ thống Internet Banking của Agribank để đăng ký chuyển đổi. Thời gian chuyển đổi bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 2018 đến ngày 14 tháng 11 2018. Agribank có rất nhiều dịch vụ. Dịch vụ tiếp theo đó chính là M+, đăng nhập ứng dụng Agribank M+ của Agribank để đăng ký chuyển đổi. Thời gian chuyển đổi từ ngày 25 tháng 9 2018 đến ngày 14 tháng 11 2018. Dịch vụ tiếp theo của Agribank đó chính là dịch vụ thẻ. Hệ thống của Agribank sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại của bạn. Sau đó, bạn chỉ việc làm theo cú pháp hướng dẫn. Thời gian hỗ trợ chuyển đổi từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 14 tháng 11 2018. Ngân hàng tiếp theo đó chính là ngân hàng BIDV. Khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng BIDV có thể tự cập nhật số điện thoại bằng cách truy cập vào trang chủ của ngân hàng theo hướng dẫn sau đây. Bước 1, truy cập địa chỉ, mình sẽ để đường link ở phía dưới. Bước 2, điền đầy đủ thông tin như hình bên. Ngân hàng thứ 6 đó chính là ngân hàng Vietinbank. Các bạn có 3 cách để cập nhật điện thoại 11 số về 10 số khi sử dụng các dịch vụ của Vietinbank như sau. Cái cách đầu tiên đó chính là truy cập vào trang web, mình sẽ lại tiếp tục để đường link ở phía dưới. Cách thứ hai đó chính là soạn tin theo cú pháp CTG dấu cách DS
gửi đến 8149. Cách thứ ba đó chính là các bạn lại phải xách xe tới các quầy giao dịch của Vietinbank. Ngân hàng thứ bảy đó chính là ngân hàng quân đội, viết tắt là MB, để đảm bảo duy trì liên tục cho các dịch vụ ngân hàng. MB Bank cung cấp 3 cách khác nhau giúp khách hàng cập nhật lại thông tin thuê bao 11 số về 10 số. Cách đầu tiên đó chính là soạn tin nhắn MB dấu cách Y và gửi tới 8136, bắt đầu hỗ trợ từ ngày 25 tháng 9 năm 2018. Cách thứ hai là truy cập vào ứng dụng của ngân hàng MB Bank để đăng ký chuyển đổi. Và cách thứ ba đương nhiên rồi là lái xách xe tới MB Bank, các chi nhánh của họ. Lưu ý khách hàng cần hoàn thiện việc xác nhận chuyển số điện thoại từ 11 số thành 10 số trước ngày 14 tháng 11 2018. Trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn rất nhiều cách để các bạn có thể làm tại nhà, đổi từ 11 số xuống còn 10 số. Nếu các bạn thấy cách nào phù hợp với bản thân hay là cách nào các bạn cảm thấy tiện lợi hơn thì các bạn hãy sử dụng cách đấy. Nếu các bạn có ý kiến gì hoặc là có nhận xét gì, hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần video. Mình sẽ sửa lại sau. Xin chào, mình là Hùng Cái. Trước mắt, hệ thống sửa chữa điện thoại số 1 Hà Nội.